Chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với kênh Xe Đẹp Hải Dương. Buổi chiều ngày hôm nay thì bên em lại về một chiếc xe hàng siêu hot anh chị ạ. Đó chính là chiếc Santa Fe bản phun dầu. Xe được sản xuất vào năm 2017 anh chị nhé. Và mang ngoại thất màu trắng, một trong những màu đẹp nhất của chiếc Santa Fe đời này. Chiếc xe này thì đi được 8.8 km rồi anh chị nhé. Và anh chị hoàn toàn an tâm về số km xe đã đi được. Bởi vì chiếc xe này là full lịch sử hãng, thế nên là anh chị hoàn toàn là an tâm. Cụm đèn trước này, đèn bóng chiếu rồi. Và đặc biệt của nó là vỏ đèn còn rất là trong và đẹp. Có rửa đèn pha tự động rồi anh chị nhé. Và đèn gầm, anh chị có thể thấy này, đèn gầm cũng còn rất là đẹp nhé. Mặc dù nó là ở phần dưới. Đấy, những cái đường giáp lối này anh chị này, khít khịt luôn anh chị ạ. Chiếc xe này không chỉ full lịch sử hãng đâu mà nó còn full đồ rồi. Có cả cam 360 đầy đủ rồi anh chị nhé. Mua chiếc xe này về anh chị chỉ việc sử dụng thôi. Thế là về chất lượng thì anh chị cũng đã hoàn toàn an tâm vì full lịch sử hãng rồi. Và cái thứ hai đó là full đồ. Đấy anh chị thấy không ạ? Có cam 360 rồi anh chị nhé. Gương chiếu hậu ngoài thì gập điện chỉnh điện và có nhớ vị trí anh chị nhé. Tự động điều chỉnh khi nồi. Vành còn nguyên bản anh chị nhé, chưa phay một lần nào đâu. Và cổ phanh thì còn đẹp. Phần cua lốp bên trong. Nói chung là nó chỉ bụi bẩn theo thời gian thôi anh chị ạ, chứ còn nguyên zin hết ạ. Có trang bị bậc lên xuống rồi anh chị nhé. Có giá lóc rồi, dán phim cách nhiệt. Hơi đáng tiếc là chưa có vẻ che mưa thôi. Đây. Khi đi xem xe cũ thì anh chị đặc biệt quan tâm đến những cái phần giáp nối của cái phần cản trước và cản sau. Đấy. Nó khít đẹp như này là khá là an tâm luôn anh chị nhé. CRDI, máy dầu 4WD, dẫn động hai cầu anh chị nhé. Xe có trang bị 4 phanh đĩa rồi. Cả vành trước và vành sau là chưa một lần phay lại đâu anh chị ạ. Phía sau xe thì có trang bị cảm biến lùi, camera lùi đầy đủ rồi. Hai cam luôn anh chị nhé. Cốp điện hoạt động bình thường anh chị nhé. Rất là êm dịu luôn. Đây là phía sau xe. Ổ khóa này rất mới luôn anh chị ạ. Nhựa phía sau này. Santa Fe thì được trang bị cửa gió cho cả hàng ghế thứ ba luôn anh chị nhé. Tức là trang bị cho tất cả các cửa gió cho tất cả các hàng ghế. Rất là tiện ích. Và nhựa đằng sau này giữ được rất là tươi anh chị nhé. Cửa gió có thể điều chỉnh được cái tốc độ quạt gió. Và cái thứ hai là có thêm cả cổng sạc cho hàng ghế thứ ba. Rất là tiện ích luôn. Lòng sơn bên trong nhé, mặc dù là màu trắng nhưng lòng sơn bên trong còn rất là tươi. Ốc cốp sau zin nhé anh chị nhé. Ốc cốp sau zin này. Cốp điện rồi. Fortuner đời này thì không bao giờ có anh chị ạ. Hai cam luôn anh chị nhé. Rất là êm dịu luôn. Đây anh chị này, những cái phần đường giáp nối của chiếc xe này, mặc dù là giáp nối giữa cản nhé. Đấy. Nó khít khịt luôn anh chị ạ. Cụm đèn sau cũng còn zin. Xe bên em thì cũng vừa về thôi. Đấy, anh chị có nhu cầu mua xe đi Tết và đặc biệt là những cái hôm trời rét như này, anh chị có thể quyết định sớm. Bên em thì có bao check giếc đầy đủ cho anh chị nhé.
Ngoài ra thì vẫn cam kết bằng văn bản cho anh chị. Cụm đèn trước đều còn zin hết anh chị nhá. Có rửa đèn pha tự động rồi. Đấy. Cái đèn gầm của nó, cái vỏ đèn nó cũng còn rất là trong. Cam 360 đầy đủ này anh chị này. Đấy. Đây là nội thất của xe. Bao giờ cũng vậy, bản phun dầu anh chị nhá, có chỉnh điện. Bên cạnh chỉnh điện thì có nhớ vị trí ghế anh chị nhá, nhớ hai vị trí ghế. Đấy, tay nắm cửa trong nguyên zin. Mạ bạc rồi. Những cái nút bấm này nó vẫn còn sắc nét anh chị ạ. Đấy. Gương chiếu hậu có chế độ auto rồi nhá anh chị nhá, tự động gập. Đấy. Tắp ni da này. Rất là tươi anh chị nhá. Mép cửa đây. Ốp bậc lên xuống đầy đủ anh chị nhé. Ốp chống xước đầy đủ rồi. Ốc bản lề này. Đặc biệt là xe màu trắng, nó có cái những cái lòng bên trong này sơn nó còn rất là tươi. Ốc bản lề nhé, không có một dấu hiệu nào vặn mở gì anh chị nhé. Bác chủ thì rất cẩn thận này, chống va đập này khi đóng cửa này. Ghế da zin. Đấy, ghế da zin, mặt ghế này có đục nỗ anh chị nhá, và má ghế đều còn zin hết anh chị ạ. Đấy, lưng ghế anh chị nhá. Đấy, ghế bên phụ này. Đấy. Xe có trang bị cửa sổ trời toàn cảnh panorama rồi anh chị nhá. Đấy, và trần nỉ nguyên bản của xe cũng còn rất là sạch đẹp. Bên này là những cái công nghệ được trang bị trên xe rất là đáng đồng tiền bát gạo. Đó là có 3 chế độ lái này. Đấy. Hỗ trợ xuống dốc anh chị nhá. Chống trơn trượt và cân bằng điện tử, khóa vi sai trung tâm. Đấy là những chiếc tính năng được trang bị trên chiếc xe Santa Fe này. Đấy, nhớ vị trí ghế anh chị nhá. Rồi, em sẽ bước vào. Rồi, chìa khóa thông minh khởi động nút bấm rồi anh chị ạ. Đấy, hỗ trợ ra vào nhé. Đây, xe có trang bị cam 360 anh chị nhé, rất là hiện đại luôn. Em sẽ nổ máy lên. Đây là vô lăng zin của xe và anh chị có thể thấy còn rất tươi nhé. Ga tự động cruise control rồi. Đấy, cái phần bấm còi của nó này. Đấy, vô lăng nguyên sần nhé anh chị nhé. Bên này có tích hợp nút điều chỉnh âm thanh rồi anh chị ạ. Đây là bảng đồng hồ trung tâm. Xe đi được 8,8 vạn rồi anh chị nhé. Cái cam nồi rất là sắc nét luôn. Cam 360 rồi anh chị ạ. Nên là cam 360 sắc nét luôn anh chị nhé. Đấy, một chiếc xe trang bị đủ đồ rồi. Như vậy là anh chị mua về chỉ việc sử dụng thôi. Gương chiếu hậu trong chống chói tự động anh chị nhé. Đây là cửa sổ trời toàn cảnh này. Đấy, có thể mở ra hai cấp độ anh chị nhé. Một là chúng ta mở tấm nỉ kia. Đấy, nếu mà trời có mưa hoặc bụi. Nếu mà trời trong lành chúng ta có thể mở cả tấm kính ra anh chị nhé. Trần nỉ nguyên bản của xe. Đấy. Đây cũng là những cái công nghệ được trang bị trên chiếc xe Santa Fe bản phun dầu 2017. Đó là sấy ghế này. Auto hold nha anh chị nhá, giữ ga. Giữ phanh tự động. Đấy. Có phanh tay điện tử rồi anh chị nhá. Củ số zin của xe này anh chị này. Và đặc biệt cái đầu củ số anh chị nhá. Đầu củ số của Santa Fe này, cái phần da này nếu mà đặt tất cả những cái dòng xe Hàn Quốc. Đấy, một chiếc xe đi ít thì cái đầu củ số này ra nó không bị bợt nhé anh chị nhé. Đi nhiều nó sẽ bị bợt, cứ hơn chục vạn là bắt đầu bợt rồi. Đấy. Đấy. Hệ thống điều hòa tự động hai vùng độc lập rồi anh chị nhé. Đây là tắp lô của xe này.
Thực lòng mà nói, nếu một chiếc xe Santa Fe bản phun dầu 2017, 2018, 2016, cái đời này này, nếu mà chủ xe đấy không giữ thì thực ra là những cái phần táp ni cửa này nó sẽ nhìn nó sẽ rất là xấu. Đấy là cái nhược điểm mà em đánh giá là gần như là cái đường nhược điểm của cái dòng xe Santa Fe này anh chị nhé. Nhược điểm cho một chiếc xe tiền tỷ, hơn 1 tỷ đồng đấy, thì một chiếc xe như này em đánh giá là chủ xe rất là giữ xe rồi anh chị ạ. Đấy, ghế đây này anh chị này, em chỉ chê duy nhất đó là trên chiếc Santa Fe máy dầu là cái phần cái nòng trong cái chỗ táp ni này, nếu mà không dán chống xước đấy, không dán chống xước mà không chủ xe không giữ thì nhìn nó sẽ không được đẹp cho lắm. Đấy là nguyên bản nhà máy sản xuất anh chị nhé. Còn một chiếc xe như này em nghĩ là bác chủ xe đã rất là giữ xe rồi đấy anh chị ạ. Nói về dòng SUV thể thao đa dụng hay còn gọi là gầm cao thể thao đa dụng thì Santa Fe bao giờ cũng vậy, đó là cái máy dầu của nó rất là ưu việt, cực kỳ là tiết kiệm nhiên liệu và hoạt động rất là êm ái anh chị nhé. Toyota thì nó bền, Toyota nó bền, tuy nhiên thì nó kêu, cái động cơ máy dầu của nó kêu khá là to, nó không được êm ái như dòng Santa Fe. Cửa gió trang bị ở cột cả hai bên rồi anh chị nhé. Túi khí hông này. Đấy, có rèm che nắng nhá, kéo bằng tay thôi. Táp ni cửa này anh chị này. Đấy, phần da này thì rất là ok. Nó chỉ cái phần lâu lâu nhựa lâu này này. Đấy. Là nó hay bị xỉn hơn một chút. Nguyên zin hết anh chị nhé. Lòng sơn này, máng nước đây anh chị nhé. Ghế da hàng ghế thứ hai thì vẫn còn rất là căng rồi. Cảm biến mở cửa cho cả hai cửa trước rồi anh chị nhé. Táp ni này. Em thì cũng buôn khá nhiều, buôn bán khá nhiều cái dòng Santa Fe này rồi. Và em đánh giá một chiếc xe 2017 nội thất còn giữ được như này, cũng rất là giữ gìn xe rồi anh chị ạ. 2017 thì ghế phụ điện đấy anh chị nhé. Ghế da này. Xe zin nguyên bản hết anh chị ạ. Đấy, ốc bản lề đấy ạ. Chưa một dấu hiệu vặn mở gì anh chị nhé. Mép cửa đây. Về chất lượng thì anh chị hoàn toàn là an tâm, không phải lo lắng gì cả. Có lịch sử hãng đầy đủ, không phải lo lắng về cây số, xe đã chạy được bao nhiêu hay đã bị tua hay chưa anh chị nhé. Về việc đâm đụng ngập nước hay là máy số có zin hay không thì bên em đã bao check hãng cho anh chị. Ngoài ra thì cũng cam kết bằng văn bản cho anh chị để anh chị hoàn toàn an tâm. Đấy. Chân phanh như này thì em nghĩ rất là an tâm rồi, bởi vì anh chị có thể nhìn phía bên phải. Đấy.
cái mặt chân phanh nó không bị mòn, gần như không bị mòn vẹt một chút nào nhé anh chị nhé. Đấy, rất là an tâm luôn. Còn đây là khoang động cơ của xe. Thì như rất nhiều xe rồi, em đã giới thiệu đến quý anh chị và các bạn. Đó là Santa Fe 2017. Máy dầu được trang bị động cơ 2.2 lít CRDI anh chị nhá. Với cái mức tiêu hao nhiên liệu của nó là loanh quanh khoảng 6 đến 7 lít trên 100 km. Cực kỳ là tiết kiệm nhiên liệu. Chiếc xe này thì quan sát ở đây anh chị có thể thấy máy số zin và zin từ dàn cò. Đấy, cái keo dàn cò chỗ tay em chỉ đấy ạ, còn nguyên zin luôn. Và da máy thì cũng còn khá là đẹp anh chị nhá. Đấy, chưa động chạm một con ốc gì. Đây là ốc cabo, anh chị thấy không ạ? Zin đét luôn anh chị ạ. Chưa động chạm gì nhá anh chị nhá. Và tấm nỉ dưới nắp cabo này, nó vẫn còn phẳng đét luôn anh chị ạ. Tất cả những cái đường dập nổi ở trên nắp cabo này còn nguyên bản. Đặc biệt những cái đường dập nổi này nha anh chị nhá, khi mà có dấu hiệu gò lắn lại nó không thể nào nó sắc nét vào cái đường nét của nó này. Rất dễ quan sát luôn anh chị ạ. Đấy, anh chị có đi xem xe cũ thì anh chị cũng có để ý những cái phần đấy. Đây, ốc cabo ở bên này cũng còn nguyên zin nhá anh chị nhá. Chưa vặn mở gì. Đinh tán và keo ụ đây. Rất là an tâm. Em sẽ mở hẳn cái nắp nhựa ra để anh chị quan sát. Nguyên zin anh chị nhé. Máy này, nhìn máy này thì hoàn toàn là an tâm rồi. Ốc dàn cò cũng còn zin. Dòng Santa Fe máy dầu này nó rất là ưu việt. 7 chỗ ngồi, gầm cao máy thoáng. Máy dầu hoạt động êm ái và cực kỳ là tiết kiệm nhiên liệu. Đấy. Trang bị rất là hiện đại anh chị nhé. Và hiện tại thì chiếc Santa Fe máy dầu bản phun dầu anh chị nhé, xe được sản xuất vào năm 2017, chạy 8.8 km phun lịch sử hãng này. Bên em đang chào bán với giá là 745 triệu đồng anh chị nhé. 745 triệu đồng anh chị ạ. Đấy, giá cả thì bên em có thương lượng. Hiện tại thì biển 47 thì em vẫn để biển để anh chị có thể đi Tết. Sau đó ra ngoài Tết thì bên em sẽ rút hồ sơ, vẫn rút hỗ trợ anh chị rút hồ sơ để anh chị vào tên anh chị nhé. Vì bây giờ nó rất là cận Tết rồi, rút hồ sơ thì nó có khả năng nó đến Tết nó có cái rủi ro là không xong, thì anh chị lại không có xe đi Tết anh chị nhé. Anh chị nào nó đang có nhu cầu vui lòng qua bên em để xem xe và lái thử xe. Địa chỉ là tại Xe Đẹp Hải Dương, khu đô thị Thiên Phú, thành phố Hải Dương. Số hotline của em là 0975 695 559 anh chị nhé. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video. Em xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị trong các video tiếp theo.